Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gay cấn thú vị của truyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Tô Tử Chân cùng Phan Long giờ phút này đều dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn xem Diệp Minh, mặc kệ vũ cùng nắm Diệp Minh nói lợi hại cỡ nào. Có thể thân là võ giả bên trong tối cường vài người, bọn hắn luôn luôn là không tin tà, không tin nói, chỉ tin chính mình. Mà Vũ Cùng tựa hồ cũng hiểu rõ này hai tâm tính của người ta, bởi vậy cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn biết Diệp Minh nhất định phải lấy ra chút thủ đoạn mới có thể trấn trụ hai cái vị này, để bọn hắn khăng khăng một mực đi theo hai bên. Diệp Minh dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn, hắn cười hỏi, Phan Long, ngươi cảm thấy võ đạo cực hạn cái kia mạnh bao nhiêu? Phan Long suy nghĩ một chút, nói, đệ nhất muốn có được lực lượng kinh khủng, đệ nhị phải có mạnh độ phản ứng, thứ ba phải có mạnh mẽ võ đạo ý chí. Diệp Minh gật đầu, ngươi nói này ba điểm cũng không sai, chỉ là muốn tượng lực không khỏi quá yếu. Mạnh mẽ võ giả, xa tưởng tượng của ngươi. Như vậy đi, ba người các ngươi vừa ra tay, ta cùng các ngươi đánh một trận. Ba cái nhìn nhau, nhất thời liền kích động. Vũ Cùng mặc dù cảm ứng được Diệp Minh mạnh mẽ, có thể hai bên cũng không có chân chính động thủ, hắn cũng muốn biết Diệp Minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Minh cười nói, ta không cần hộ thể cương kình, chiêu thứ nhất, ta chỉ dùng sức mạnh nghiền ép các ngươi. Chớ ngẩn ra đó, lên đi. Soạt. Ba người đồng thời động, hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng, không lưu tình chút nào công hướng Diệp Minh yếu hại. Diệp Minh thân hình bất động, chỉ bằng cảm ứng, hai tay tựa như cùng như ảo ảnh liên tục xuất kích. Phanh phanh phanh. Ba người như là bị ngọn núi to lớn đụng vào, loại kia sức mạnh to lớn bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, từng cái bay ngược trở ra. Nếu không phải Diệp Minh tận lực dùng tới nhu kình, ba người tại chỗ liền bị đánh chết, có thể coi là như thế, ba người cũng là toàn thân rã rời, hơn nửa ngày vô phương đứng lên. Vũ Cùng kinh ngạc nói, chênh lệch quá xa, căn bản không tại một cái lượng cấp. Sư phụ, ta muốn biết ngài lực lượng cực hạn là bao nhiêu. Diệp Minh nói, tại đây bên trong, ta chỉ có mấy chục vạn cân lực lượng. Cần phải là về tới bên kia thế giới, ta tối thiểu có được 10 long lực, lực lượng vượt qua chục tỷ cân. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trên trăm ức cân. Loại lực lượng kia cũng quá kinh khủng đi. Diệp Minh nói, các ngươi tiếp lấy ra tay. Lần này, ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là võ kỹ. Ba người đề khẩu khí, chậm rãi liền khôi phục năng lực hành động. Lần này, lại là một tiếng quát nhẹ, ba người vẫn như cũ sử dụng ba góc trận hình, đối Diệp Minh động công kích. Giờ phút này, Diệp Minh thậm chí nhắm mắt lại, nhìn như tùy ý ra tay, có thể mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã vận dụng huyền diệu kình lực. Tô Tử Chân tay cầm rõ ràng đặt tại Diệp Minh bả vai, nhưng hắn ra kình lực lại như là châu đất xuống biển, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Cùng lúc đó, Diệp Minh bả vai hất lên, tay của hắn liền giống bị dính trụ, người một thoáng liền bị quật bay. Vũ Cùng cùng Phan Long cũng không dễ chịu, một cái không hiểu thấu liền cải biến công kích hướng đi, đánh về phía Phan Long. Một cái khác thì không biết thế nào, một chiêu liền đánh trúng vào cánh tay của mình, đều bị đau lùi lại. Bọn hắn lui, Diệp Minh thì đột nhiên theo vào, cả tay đều không dùng, trực tiếp liền đem bọn hắn đụng bay. Ba người đều là bội phục vô cùng, Phan Long nói, sư phụ võ kỹ cảnh giới nhập hóa, một chiêu một thức đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, chúng ta kém xa tít tắp. Diệp Minh nói, chiêu thứ ba, ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút võ đạo nguyên thần uy lực, lên đi. Ba người dùng sức chút đầu, lần nữa cùng một chỗ vỗ đánh. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi vào Diệp Minh bên người 10 bước trong vòng, liền như là tiến vào huyễn cảnh, mắt không thể xem, tai không thể nghe, mà lại không thể thoát khỏi. Thậm chí, bọn hắn rất nhanh liền đánh mất đối thân thể năng lực khống chế. Diệp Minh rất nhanh liền triệt bỏ nguyên thần chi lực, hỏi, cảm giác như thế nào? Tô Tử Chân hít một hơi thật sâu, không thể tưởng tượng nổi. Ta cho các ngươi biểu hiện ra, chẳng qua là cơ bản nhất. Diệp Minh nói, về sau, các ngươi còn sẽ kiến thức đến thần thông, pháp thuật, đến mức phi thiên độn địa cái gì, càng là chuyện nhỏ. Trong ba người tâm tràn đầy chờ mong, cùng nhau quỳ xuống, đệ tử tham kiến sư phụ. Diệp Minh gật đầu, đứng lên đi. Ta đang có chuyện muốn thương lượng với các ngươi. Nói xong, liền đem mong muốn chiêu mộ một đám võ đạo thiên tài ý nghĩ nói. Tô Tử Chân nói, việc này kỳ thật dễ dàng, Lý gia rất có thế lực, có thể do bọn hắn dẫn đầu, lại thêm ba người chúng ta tọa chấn, nâng làm một lần thế giới võ đạo đại hội. Thế giới võ đạo đại hội. Diệp Minh ánh mắt sáng lên, không sai.
Kể từ đó, thiên hạ võ đạo thiên tài tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Bất quá, mong muốn hấp dẫn bọn hắn tham gia, muốn xuất ra điểm thành ý mới được. Hắn chắp hai tay, tại chỗ đi vài vòng, cười nói, ó, các ngươi đi thương lượng với lão Lý đi, ta tới chuẩn bị phần thưởng. Ba người lại không rời đi, bởi vì thực sự quá muốn biết phần thưởng là cái gì. Vũ Cùng hỏi, sư phụ muốn cầm ban thưởng gì? Chuẩn bị ban thưởng mấy người? Diệp Minh, lần này làm sao cũng muốn mang mấy chục người trở về, liền ban thưởng 50 người đứng đầu đi. Đệ nhất danh đến hạng 10, phân biệt ban thưởng khác biệt số lượng cùng chủng loại thần đan, tên thứ 20 đến người thứ 50, phân biệt ban thưởng khác biệt số lượng cùng chủng loại linh đan. Vũ Cùng trong lòng hơi động, Lý Hóa Long dùng cái chủng loại kia đan dược sao? Diệp Minh, lão Lý dùng không phải cái gì tốt đan dược, là người thứ 40 người liền có thể cầm tới phần thưởng. Ba người trong lòng giật mình, con mắt lập tức liền lửa nóng. Như thế nói đến, đệ nhất danh ban thưởng chẳng lẽ không phải càng thêm bất phàm? Diệp Minh hiểu rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, nói, các ngươi cũng không cần đỏ mắt, đệ nhất danh ban thưởng, ta sẽ một người đưa các ngươi một phần. Nghe đến chỗ này, ba người vui mừng, cùng nhau nói tạ. Đối với thế giới võ đạo đại hội, Diệp Minh bởi vì không phải người của thế giới này, cho nên hắn không chút tham dự, còn lại sự tình hoàn toàn giao cho ba người cùng Lý Hóa Long đi làm. Lý Hóa Long đối với hắn cảm kích vô cùng, tự nhiên là toàn lực ứng phó. Mà đang chuẩn bị trong khoảng thời gian này, Diệp Minh thì học xong lên mạng, thông qua Internet thực sự hiểu rõ cái thế giới này. Khi hắn ngồi tại tính toán cơ trước mặt thời điểm, thế mà đều có loại thần kỳ cảm giác. Thứ này nếu có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục mở rộng, nhất định có thể cực lớn thôi động nó dương. Diệp Minh có được mạnh mẽ mà nói là một cái tai nạn tính tháng ngày, tất cả server liên quan đến các quốc gia, xí nghiệp cự đầu, bao quát quân đội, dân gian, tất cả tin tức đều bị người phục chế một lần. Diệp Minh cử động lần này dẫn các quốc gia kinh hoàng, dồn dập đối cơ mật tài nguyên tiến hành vật lý cách ly. Bất quá Diệp Minh đã không cần, ngắn ngủi một ngày thời gian, hắn đã nắm giữ hết thảy tin tức muốn biết, người theo Internet lui ra tới. Có thể trên thực tế, so sánh đủ loại thần kỳ khoa học kỹ thuật, Diệp Minh càng xem trọng là đủ loại xã hội học tri thức. Hắn thấy, địa cầu tuy nhỏ, nhưng mà xã hội cấu thành lại vô cùng phức tạp. Hắn lấy được tri thức, đối với hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục tổ chức, sẽ có lấy trợ giúp cực lớn. Diệp Minh điên cuồng hấp thu tin tức thời điểm, toàn cầu cũng tại sinh kiện thứ hai việc lớn. Cái kia chính là Lý Thị tập đoàn hào ném 100 ức đô la món tiền khổng lồ, tại toàn cầu các lớn truyền thông tuyên truyền một tin tức. Cái kia chính là toàn cầu mạnh nhất ba vị võ đạo mọi người, đem tổ chức toàn cầu võ đạo đại hội, tham dự hội nghị người đem đạt được giá trị liên thành phần thưởng. Quảng cáo bên trên còn công bố báo danh trang web, toàn cầu bất luận cái gì người đều có thể tham gia. Đương nhiên, người tham dự nhất định phải đi qua tuyển chọn, nếu như không hợp cách, đem vô duyên tham gia cuối cùng đại hội luận võ. Dĩ nhiên, Lý Hóa Long cũng không phải là đơn thuần đánh quảng cáo, hắn đem tuyển chọn quá trình chế tác thành tiết mục. Tại các quốc gia truyền ra, tỷ lệ người xem thế mà không thấp, tại không ít quốc gia đều trở thành sảng khoái đỏ tiết mục. Dựa theo kế hoạch, hết thảy quốc gia tuyển chọn muốn kéo dài một tháng thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Diệp Minh quyết định đến toàn cầu các nơi đi một chút nhìn một chút, dù sao tới một chuyến không dễ dàng, hắn muốn thế giới này có càng nhiều hiểu rõ. Mặc dù đã đi tới cái thế giới này mấy ngày, có thể Diệp Minh trước đó còn không có chính thức thân phận. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này khó không Hóa Long, hắn rất nhanh liền lấy được thẻ căn cước cùng hộ chiếu. Thẻ căn cước bên trên tên liền gọi Diệp Minh, thân phận là mẫu cỡ lớn tập đoàn đồng sự, là một vị tài sản ngàn tỷ phú hào. Diệp Minh ra ngoài, dùng chính là Lý gia máy bay tư nhân, trạm thứ nhất muốn đi chính là Đại Từ Ân Tự. Pháp tướng tông lại tên Từ Ân Tông, tổ đình chính là Đại Từ Ân Tự, nay tự tạo tại Đại Đường, năm đó Huyền Trang pháp sư theo Ấn Độ dịch tới kinh thư. Huyền Trang là chuyện thần thoại xưa bên trong một trong những nhân vật chính, thế xưng Đường Tam Tàng, là một vị dân gian nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Đại Từ Ân Tự ở vào thành Trường An, Diệp Minh ngồi máy bay tại một nhà tư nhân sân bay hạ xuống. Phi trường chủ nhân là Tây Han nổi danh xí nghiệp gia cùng nhà từ thiện, họ La, là một vị trung niên. Đối phương ước chừng là nịnh bợ Lý gia, nay đối với Diệp Minh 10 phần khách khí, trực tiếp phái xe đưa đón, mang đến Đại Từ Ân Tự. Đại Từ Ân Tự giống như Linh Nham Tự, sớm đã trở thành điểm du lịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các tăng nhân ở đây tu hành. Diệp Minh người vừa mới đến, nơi đây trụ trì liền đem người ra ngoài nghênh đón, đi đầu chi người mặt vuông tai lớn, hơn 30 tuổi, trên thân mơ hồ có một tầng Phật quang lưu chuyển. Diệp Minh tầm mắt, lập tức rơi tại trung niên tăng nhân bên trên. Cách xa mười mấy mét, hai người đều dừng lại bước chân. Tăng nhân hợp tay vái chào, tiểu tăng Ngộ Minh, gặp qua thí chủ.
Diệp Minh gật đầu, có thể tu tới lớn cảnh giới võ sư, 10 phần khó được. Tăng nhân Ngộ Minh lại là cúi đầu, thí chủ cái gọi là đại võ sư, là gì xưng hô? Diệp Minh không có nói rõ lý do, chỉ hỏi, ta có thể truyền cho ngươi chân chính Phật môn kinh điển, ngươi có nguyện theo ta đi. Ngộ Minh rõ ràng cũng cảm nhận được Diệp Minh mạnh mẽ, hắn suy nghĩ một chút, hỏi, khả năng thành Phật. Lâu nay, đi qua vô số nếm thử, hắn đã tuyệt vọng, kiếp này không có chút nào thành Phật cơ hội. Diệp Minh gật đầu, ngươi như theo ta đi, tất có thể thành Phật. Ngộ Minh, thí chủ lai lịch, ta đã theo Vũ Cùng Chỗ biết được một ít, tiên sinh không bỏ, Ngộ Minh nguyện đi theo hai bên. Diệp Minh nói, đến ngươi cấp độ này, hẳn phải biết không ít cùng giai nhân vật, ta hy vọng ngươi có thể dẫn bọn hắn tới gặp ta. Ngộ Minh nói, trong nước tu sĩ, có thể vào ta chi nhãn không nhiều, ngoại trừ Vũ Cùng ba người bên ngoài, còn có ba người, ta đều nhận biết. Ta sẽ mau chóng thông chi bọn hắn, để bọn hắn đến đây tiếp tiên sinh. Diệp Minh gật đầu, ta tại Linh Nham tự truyền xuống Hoa Nghiêm kinh điển, hôm nay liền truyền cho ngươi Pháp Tướng Tông kinh điển. Nói xong, liền một chỉ điểm tới. Chính như lúc trước Long Hoa một dạng, Ngộ Minh tâm linh chấn động, hàng loạt Phật đạo tin tức đóng dấu tại thức hải của hắn. Hắn nguyên bản là Phật học thiên tài, tại Phật Pháp xuống dốc mạt Pháp thời đại, đều có thể sửa đến cảnh giới như thế, rõ ràng tư chất chuyện tốt. Là dùng, Diệp Minh truyền xuống Pháp Tướng kinh điển về sau, hắn lập tức lòng sinh đại hoan hỉ, cung kính hướng Diệp Minh quỳ lại. Diệp Minh nói, ngươi đi nắm những người khác gọi tới, ta tại khách sạn chờ. Long Hoa đi gọi người, Diệp Minh thì tiến vào một nhà xa hoa khách sạn. Khách sạn là Lý Thị Sản Nghiệp, làm Lý gia thượng khách quán, khách sạn dừng lại buôn bán, chỉ tiếp đợi Diệp Minh một người. Cũng không biết có phải hay không có người nắm Diệp Minh tiết lộ thân phận ra ngoài, rất nhanh liền có người đến đây bái phỏng, nhưng cũng không phải là Ngộ Minh nói ba người kia. Diệp tiên sinh, một vị gọi Ninh Vô Song nữ sĩ cầu kiến. Nhân viên phục vụ thông qua điện thoại liên hệ Diệp Minh. Diệp Minh suy nghĩ một chút, khiến cho hắn đi lên. Diệp Minh ở lại, ở vào khách sạn tầng cao nhất một gian xa hoa nhà giàu phòng khách rất lớn, không đối ngoại thuê, chỉ cung cấp Lý gia tiếp khách tác dụng. Lý Kiến Nghiệp mỗi lần tới thành Trường An, chắc chắn muốn ở chỗ này. To lớn cửa sổ sát đất trước, Diệp Minh có thể thấy nửa cái Trường An. Có người gõ cửa phòng, thanh âm không nhẹ không nặng, rất có nhịp. Tiến đến. Cửa mở, Diệp Minh trong tai nghe được giày cao gót đạp thanh âm, đối phương động tác không nhanh không chậm. Người tới sau lưng Diệp Minh 10 mét dừng lại, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ta là Thế giới Võ Đạo Hiệp hội xử lý công việc một trong, tên là Yên Tĩnh Ta Song. Thanh âm của đối phương hết sức êm tai, Diệp Minh xoay người, chỉ thấy một vị đường trang mỹ nhân, dáng người thon dài, dung mạo tuyệt mỹ, đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Không thể không nói, coi như so sánh Nha Như Ngọc cùng Lạc Băng Tiên, trước mắt vị này mỹ nhân đều không kém nửa phần. Thế giới Võ Đạo Hiệp hội, ta vẫn là lần thứ hai nghe nói. Diệp Minh nói, ngươi tìm đến ta là dùng cá nhân danh nghĩa, còn là dùng Võ Đạo Hiệp hội danh nghĩa. Ninh Vô Song nói, đương nhiên là lấy Võ Đạo Hiệp hội danh nghĩa. Võ Đạo Hiệp hội là do trên thế giới hết thảy cường giả xây dựng một cái cơ cấu, mục đích đúng là vì tỉ thí với nhau, chung nhau tiến bộ. Diệp Minh, này cũng cùng đang muốn tổ chức Thế giới Võ Đạo Đại hội hiệu quả như nhau, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ cùng Võ Đạo Đại hội có quan hệ? Không sai. Ninh Vô Song nói, hội trưởng chúng ta cho rằng, các hạ không có tư cách tổ chức toàn cầu Võ Đạo Đại hội. Diệp Minh nở nụ cười, ta không có tư cách. Như vậy người nào có tư cách? Đương nhiên là Võ Đạo Hiệp hội có tư cách. Ninh Vô Song nói, nàng nói chuyện thời điểm, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, tựa hồ trong miệng nàng người dài là thần tồn tại. Như ta nói, ta cái này không có tư cách người tổ chức Võ Đạo Đại hội, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả? Diệp Minh hỏi. Ninh Vô Song, kết quả chính là, cường giả chân chính, sẽ không tham dự, mà lại, Võ Đạo Hiệp hội đem phái ra cá biệt cao thủ đi tới, phá hư đại hội tiến hành. Như vậy Võ Đạo Hiệp hội là có ý gì? Diệp Minh lại hỏi. Hiệp hội dĩ nhiên hy vọng Diệp tiên sinh có thể gia nhập Võ Đạo Hiệp hội, cứ như vậy, Võ Đạo Đại hội là có thể dùng Hiệp hội danh nghĩa tiến hành. Ninh Vô Song nói, chủ yếu nhất là, ngươi đem có tư cách nhìn thấy hội trưởng, tại hắn chỉ dẫn dưới, tu vi của ngươi nhất định sẽ có đột phá. Diệp Minh lắc đầu, kiêu ngạo thật lớn a. Được thôi, ra hay không gia nhập cái gì hiệp hội đảo không có cái gọi là, nhưng ta nhất định muốn gặp một thấy hội trưởng của các ngươi. Ninh Vô Song, thật có lỗi, tại không có gia nhập hiệp hội trước đó, Diệp tiên sinh không có tư cách thấy hội trưởng. Diệp Minh nhướng mày lên, phải không? Đột nhiên hắn bấm tay gảy nhẹ,
mấy đạo nhỏ xíu kình khí đánh vào Ninh Vô Song ngực, người sau căn bản không người né tránh. Chẳng qua là cảm thấy trên thân hơi hơi tê dần, về sau liền cảm thấy khí tức không đồng đều. Ngươi làm cái gì? Ninh Vô Song giật mình, vô ý thức lùi lại. Diệp Minh, trở về thấy các ngươi hội trưởng, hắn sẽ đích thân tới gặp ta. Ninh Vô Song sững sờ, chỉ bằng ngươi đối ta làm thủ đoạn, liền có thể nhường hội trưởng tới gặp ngươi. Diệp Minh, hẳn là có khả năng, không ngại thử một lần. Coi như hắn không đến, vậy cũng không có gì, ta đi tìm hắn chính là. Ninh Vô Song tự nhiên biết nàng không phải Diệp Minh đối thủ, chậm rãi lui xuống. Lúc chiều, Hồ Lục An mang theo 39 cục người tới. Mấy ngày nay thời điểm, bọn hắn đã sắp xếp xong xuôi người trong nhà, cuối cùng có khả năng xuất hiện tại Diệp Minh trước mặt. Diệp Minh nhận lấy nhóm này tùy tùng, tư chất cũng không là đặc biệt tốt. Bất quá, trước mắt bên cạnh hắn không có thể dùng người, cũng chỉ có thể như thế. Hồ Lục An cong cong thân thể, hỏi, chủ nhân, bước kế tiếp nhường chúng ta làm cái gì? Diệp Minh, các ngươi là 39 cục người, hẳn nghe nói qua Võ Đạo Hiệp Hội A. Hồ Lục An gật đầu, đúng vậy, Võ Đạo Hiệp Hội là trên thế giới lớn nhất dị nhân tổ chức, nghe nói hội trưởng của bọn hắn là thần tồn tại, liền Tây Phương Giáo Giáo Hoàng cũng phải làm cho hắn ba phần. Diệp Minh tới hào hứng, hỏi, như thế nói đến, người hội trưởng này hẳn là trên địa cầu cường đại nhất người. Coi như không phải tối cường, cũng là tối cường một trong. Hồ Lục An nói, ít nhất 39 cục tình báo là nói như vậy. Rất tốt, ta thì càng cái kia gặp hắn một chút, Diệp Minh nói. Hồ Lục An nhịn không được nói, chủ nhân, kỳ thật đại đa số cường giả đều là Võ Đạo Hiệp Hội hội viên. Chủ nhân nếu muốn tìm tới những người kia, đều có thể gia nhập Võ Đạo Hiệp Hội. Diệp Minh, ta hiểu rồi. Hồ Lục An nghe nói, Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng cũng không cố định, người nào thực lực tối cường, người đó là hội trưởng. 10 năm trước, hội trưởng vẫn là Tây Phương Áo Cổ Tư Đô, bây giờ thì do nước ta Đường Thánh đảm nhiệm, đến nay đã có 10 năm. Diệp Minh, ồ, nói như vậy, nếu như ta đánh bại đương nhiệm hội trưởng, liền có thể thay thế hắn trở thành mới hội trưởng. Đúng thế, Hồ Lục An nói, cho nên ta kiến nghị chủ nhân gia nhập Võ Đạo Hiệp Hội. Diệp Minh, không tệ không tệ, cái này Võ Đạo Hiệp Hội càng ngày càng hợp ta tâm ý. Hồ Lục An, kỳ thật võ đạo trong hiệp hội bộ, còn có một cái vũ lực bảng xếp hạng, phàm hiệp hội hội viên đều tại trên bảng. Trên bảng người, đều có thể khiêu chiến bài danh càng cao người. Diệp Minh, như quả không ngoài sở liệu, cái kia Đường Thánh sẽ tìm đến ta, ta sẽ chiến thắng hắn, trở thành Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng. Hồ Lục An lấy làm kinh hãi, chủ nhân muốn trực tiếp khiêu chiến Đường Thánh sao? 39 cục tư liệu biểu hiện, cái này Đường Thánh vũ lực 7, người xưng Võ Đạo Hoàng Đế, chủ nhân có thể nhất thiết phải cẩn thận. Võ Đạo Hoàng Đế, khẩu khí thật là không nhỏ. Diệp Minh hừ một tiếng, cho dù là võ thần, cũng không dám như vậy tự xưng. Ngày thứ hai, Đường Thánh không có xuất hiện, Ngộ Minh lại đem ba người dẫn tới Diệp Minh trước mặt. Ba người này, xem trang phục một đạo nhân, một cái nông phu, một cái ăn mặc bình thường người trung niên. Ba người, xem ra đều chỉ có 34 tuổi, có thể mỗi người khí chàng đều không tại vũ cùng mấy cái phía dưới. Ba người ước chừng theo Ngộ Minh trong miệng biết Diệp Minh lợi hại, cho nên 10 phần khách khí, vừa thấy mặt là xong đại lễ. Gặp qua Diệp tiên sinh. Diệp Minh ra hiệu ba người không cần đa lễ, chỉ nhìn lướt qua, liền thỏa mãn gật đầu, không tệ không tệ. Tư chất của các ngươi rất tốt, không tại vũ cùng mấy người bọn hắn phía dưới, liền là hơi lớn tuổi vài tuổi. Ngộ Minh chỉ đạo nhân giới thiệu, hắn là Huyền Cơ Tử, núi Võ Đàng đạo sĩ. Lại chỉ nông phu nói, vị này là tự học thành tài dân gian cao thủ, tên là Lý Đục, từng bái nhập Thiếu Lâm học nghệ. Cuối cùng là người bình thường kia, Ngộ Minh nói, vị này gọi Vương Đường, nam phái cao thủ. Diệp Minh nói, mấy người các ngươi, có nguyện theo ta đi một cái càng lớn thế giới, hiểu biết chân chính võ đạo. Vương con đường, tự nhiên nguyện ý, chúng ta một lòng hướng võ, mặt khác đều không thèm để ý. Huyền Cơ Tử nói, xin hỏi Diệp tiên sinh, đi bên kia, chúng ta còn có cơ hội đặt chân cảnh giới cao hơn. Diệp Minh, đương nhiên là có cơ hội, tu vi của các ngươi nhiều nhất mới là võ sư. Đến bên kia, các ngươi sẽ trở thành làm đại võ sư, võ tông, võ thánh, thậm chí võ thần. Bởi vì coi như ở bên kia, các ngươi cũng có thể xưng thiên tài. Chỉ bất quá, các ngươi lúc trước đánh xuống nội tình chưa hẳn kiên cố, qua bên kia về sau, chỉ sợ muốn một lần nữa tu luyện một lần, đánh tốt cơ sở. Lý Đục nói, chỉ cần có thể có tăng lên, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, chúng ta đều sẽ không tiếc.
Diệp Minh hết sức hài lòng, nói, yêu cầu của ta chỉ có một điểm, đến bên kia về sau, các ngươi đều là đệ tử của ta. Ở bên kia, ta sẽ trở thành lập một môn phái, các ngươi đều ở bên trong môn phái tu luyện. Thân là môn phái đệ tử, đệ nhất phải có lòng trung thành, đệ nhị muốn bảo thủ bí mật. Hai điểm này, các ngươi có thể làm được hay không? Có thể. Mọi người cùng nhau nói. Diệp Minh, có bằng hữu tới, các ngươi theo ta đi gặp hắn. Khách sạn đại sảnh, cửa bị người đẩy ra, một đám người đi tới, một người trong đó như chúng tinh phủng nguyệt, đi tại trung tâm nhất. Đây là một vị thanh niên, tầm mắt trơn bóng, khí chất xuất trần, hắn đứng ở trong đám người, như hạc giữa bầy gà, phảng phất đế vương làm người lau mắt mà nhìn. Lúc này, Diệp Minh đã dẫn mọi người xuất hiện tại đại sảnh. Xa xa, hắn liền cười nói, các hạ liền là Đường Thành sao. Lớn mật, võ đạo hoàng đế tên, cũng là ngươi có thể gọi. Sau lưng Đường Thánh, đi tới một vị đại hán mặt đen, hướng về Diệp Minh gầm thét. Diệp Minh không nhúc nhích, Ngộ Minh tiến lên một bước, cười lạnh nói, Trác Lực Cách Đồ, ngươi thì tính là cái gì, dám đối sư phụ ta bất kính.